Ngọc Oanh xin kính chào quý khán giả của Đài Nét Việt TV. Ngày hôm nay thì Ngọc Oanh rất là vui được giới thiệu đến quý vị một gương mặt rất là đặc biệt và cũng rất là thành công tại San Jose. Đó là anh Đại, đại diện cho Phương Nam Cây Cảnh, một cái tên rất là quen thuộc trong cộng đồng người Việt Nam và đặc biệt là những người yêu hoa, hoa lan thưa quý vị, yêu cây cảnh và bonsai. Ngọc Oanh xin giới thiệu đến quý vị anh Đại là đại diện của Phương Nam Cây Cảnh. Ngọc Oanh xin gửi lời chào thân mến đến anh Đại ạ. Tôi là Đại, đại diện cho Phương Nam Cây Cảnh. Xin chào quý vị khán giả của Đài Nét Việt TV và chào cô Ngọc Anh. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Ngọc Anh có dịp đến tại tiệm trong một cái buổi sáng trời nắng ấm rất là đẹp thưa quý vị, và thấy là đồng hương chúng ta có mặt trong tiệm Phương Nam Cây Cảnh rất là đông. Đây cũng là một niềm vui đối với anh Đại cũng như là toàn thể quý khán giả đang xem đài. Và kính thưa anh Đại có thể cho Ngọc Anh biết rằng là Phương Nam Cây Cảnh đã có từ bao lâu rồi thưa anh? Phương Nam Cây Cảnh của chúng tôi là 16 năm ở San Jose, là một trong những tiệm bông lâu nhất, lâu đời nhất. Chúng tôi dọn về đây là hơn 6 năm rồi, 9 năm thì 9 năm ở Grand Century Mall. Dạ vâng, có thể là không cần phải nói thật nhiều thì quý vị cũng biết rằng là tại San Jose chúng ta cũng có rất là nhiều tiệm về hoa lan, nhưng mà đặc biệt Phương Nam Cây Cảnh là một nơi mà quy tụ rất là nhiều loại hoa lan khác nhau. Và bonsai cũng như là được chính tay anh Đại, đây là đại diện của Phương Nam Cây Cảnh, chăm chút rất là kỹ càng. Dạ vâng, anh có thể cho Ngọc Oanh cũng như các khán giả biết được rằng là lý do nào anh đến với cái ngành bonsai, cây cảnh, hoa lan này thưa anh? Dạ, khi qua Mỹ thì mình không chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm một cái nghề gì đó mình đúng với cái nghề của mình ở như ở Việt Nam, nhưng mà cũng là cái duyên rất là hay, với là cái này nó lại hợp với tôi nữa. Khi mà tôi đến với Phương Nam Cảnh rất là tình cờ, và tôi ở đây rồi lâu ngày là có những kinh nghiệm và ưa thích, và mình càng sống lâu với nó mình càng thấy rất là tuyệt vời, tại vì cây cảnh nó làm cho mình relax, làm cho mình giảm stress. Thành ra tôi nghĩ ra tôi sống với cái ngành nghề này một cách rất là chân thật. Tôi muốn đem lại tất cả những cái điều đó cho tất cả những người nào mà họ đi làm sau những giờ làm việc quá sức mệt nhọc, về nhà mà có một cái chậu bonsai để cho họ thưởng thức, rồi hướng dẫn cho họ cách làm sao để chăm sóc cái chậu bonsai đó. Có những cái chậu mà nó phải ra hoa vào đúng mùa, có những cái chậu ví dụ như là mai với đào, tôi đây là chuyên hướng dẫn cho người ta làm sao để cho mai và đào ra hoa đúng dịp Tết và đúng ngày mùng 1 Tết năm mai nó nở. Đó, thành ra là rồi xong rồi những cây ăn trái thì đúng mùa là năm nào cũng phải có trái. Khi mà tôi hướng dẫn cho khách hàng trồng cây ăn trái rồi đó thì là cái cây đó là quý khách là đúng mùa đó, đúng thời điểm, đúng ngày, đúng giờ là cứ chờ nó phải ra trái chứ không thể nào không được. Dạ vâng, vậy thì anh có thể cho Ngọc Oanh, như nãy Ngọc Oanh có nghe anh nói rằng là ngoài cái việc mà anh bán những cái loại bonsai, cây cảnh và hoa lan trong tiệm thì anh còn hướng dẫn cho quý đồng hương cách chăm sóc cây, ra trái, ra hoa như thế nào, thì anh có thể cho biết rằng là với cái điều đó thì anh có thể chia sẻ rõ hơn cho quý đồng hương biết, tại vì có nhiều quý vị rất là muốn trồng hoa, trồng cây cảnh nhưng mà không biết tìm đâu ra người để hướng dẫn. Thì đây là một cái điều rất là hay mà Ngọc Oanh tin chắc rằng quý đồng hương đang nghe chương trình của Net Việt TV cần phải tìm đến anh Đại để mà nhờ anh Đại giúp đỡ. Dạ, tiệm Phương Nam Cây Cảnh này đứng vững 16 năm và rất là đông khách hàng họ đến đây, và rất là nhiều người họ rất là ngạc nhiên khi họ thấy các cái cách hướng dẫn của tôi trồng cây. Thì tôi hướng dẫn rất là tận tình. Khi mà tôi hướng dẫn họ trồng cây xong, tôi có thể nói rằng họ trở thành người trồng cây chuyên nghiệp. Có nghĩa rằng là khi mà họ hiểu được cái cây này, cái đặc tính của cây, đặc tính của đất, và phải bỏ fertilizer như thế nào và tưới như thế nào, tưới buổi sáng hay buổi trưa, buổi chiều, và tưới bao nhiêu thì cây đó mới đủ. Và khi họ nắm hết tất cả những nguyên tắc đó rồi thì họ biết chắc chắn rằng cái cây này đúng ngày, đúng giờ, đúng lúc là nó phải ra trái. Họ rất là ngạc nhiên, họ nói với tôi. Còn khi chăm sóc hoa, khi mà tôi hướng dẫn cho họ cái hoa nào có thể sử dụng lại được, hoa nào không sử dụng lại được, thì họ ngạc nhiên, họ nói rằng là có thật như vậy hay không. Nếu mà anh hướng dẫn như vậy đó, thì ai á, những hoa thì nó lâu tàn mà cây thì nó không có hư, làm sao anh bán được. Thì tôi mới nói ngược lại với khách hàng, tôi nói là như thế này: nếu mà một cái cây mà tôi hướng dẫn cho khách hàng mà làm cho tôi bán cho khách hàng những cái cây mà họ về họ hư, họ lại nói là Phương Nam bán những cái cây xấu quá.
mà khi tôi đem tấm lòng chân thật của tôi hướng dẫn cho họ cách trồng cây, họ trồng cây tốt, họ tuy rằng họ không mua cái cây đó nữa, tại vì nó đã một cây là xài suốt đời mất rồi, thì là họ lại giới thiệu với bạn bè và tất cả mọi người những cái tiếng tốt đó, thì nó lan xa ra. Và hiện tại dân ở Oakland và Sacramento, San Francisco họ về đây rất là nhiều để họ mua những cây, và tôi hướng dẫn cho họ. Đó là cái cách sống của Phương Nam, sống rất là chân thật và thương yêu khách hàng, thương yêu cây cối như chính bản thân mình vậy đó. Dạ vâng, Ngọc Oanh đây cũng là một trong những người mà rất là yêu thích Phương Nam cây cảnh và thường xuyên đến đây để rinh về những cái chậu hoa lan cho gia đình và cho bạn bè. Và Ngọc Oanh thấy rằng là ngoài cái việc mà chăm sóc hoa lan rất là đẹp của anh còn có một cái tay rất là thẩm mỹ khi mà cắm những cái bình hoa. Tại Ngọc Oanh thấy những cái chỗ khác đó, Ngọc Oanh đến đó, thì Ngọc Oanh thấy là những cái bình hoa cắm không có đẹp, nhìn không có bắt mắt, nhưng mà khi mà đến với Phương Nam cây cảnh thì Ngọc Oanh thấy rằng là những cái chậu hoa được chính tay anh chăm sóc mà anh dễ thương lắm. Thưa quý vị, mấy lần Ngọc Oanh đến đó, Ngọc Oanh mua thì anh nói ok bây giờ thích cây nào tôi chọn cho, rồi tôi sẽ cắm theo ý của cô. Và đó là một cái cách mà Ngọc Oanh thấy là một người rất là đời thường và rất là thật của anh Đại. Nếu quý đồng hương nào mà muốn chọn những cái cây bonsai, cây cảnh hoặc là những cái loại lan đẹp quý hiếm thì quý vị có thể đến với Phương Nam cây cảnh để quý vị có được những chậu hoa rất là đẹp cho gia đình. Bởi vì hoa lan là một cái loại hoa rất là bền, rất là đẹp, phải không thưa anh? Dạ, yeah, thưa phải như vậy. Và tôi xin giới thiệu thêm về cái vườn bonsai. Tại vì tôi là chuyên về là bonsai. Xong rồi tôi chăm sóc những cây bonsai trên 100 tuổi. Trên 100 tuổi có những cây là 400 năm tuổi. Thành ra là phải có những cái loại fertilizer rất là đặc biệt cho nó. Cho nó đúng cái tính cách từng loại cây, chứ không phải là một cái loại mà xài cho tất cả. Thành ra khi mà quý vị có những cái vườn bonsai, thích làm bonsai hay là thích chăm sóc những cây ở nhà, thì tới đây hỏi, và tôi hay hỏi khách hàng là ở nhà anh chị có những cây gì. Tôi hay hỏi những câu đó. Nếu người ta nói cho tôi những cây gì đó, tôi chỉ hướng dẫn người ta cái cách làm sao cho cái cây đó nó tốt. Dạ vâng. Đó là cái cách của Phương Nam cây cảnh. Dạ vâng. Thay mặt cho Nói Về TV cũng như quý đồng hương, em rất là cảm ơn anh Đại đã cho quý đồng hương của San Jose có được những cái bình hoa rất là đẹp và những cái chậu cây cảnh rất là dễ thương. Vâng, một lần nữa cảm ơn anh và hẹn gặp lại anh trong những chương trình lần sau. Dạ vâng, còn bây giờ thì thưa quý vị có thể đi cùng với Ngọc Oanh đi một vòng trong tiệm Phương Nam cây cảnh để quý vị thấy được cái sự đa dạng của các loại hoa lan cũng như các loại bonsai cây cảnh mà tiệm đang có. Và có rất là nhiều quý đồng hương của San Jose đang có mặt rất là sớm trong ngày hôm nay để mang về cho mình những chậu hoa rất là đẹp. Quý vị đi cùng Ngọc Oanh nhé. Thì bác có thể cho Ngọc Oanh biết rằng là bác có thường xuyên đến thăm Phương Nam cây cảnh không thưa bác? Tôi cũng thường xuyên tới đây lắm. Tại vì tôi cũng thích hoa lan và ông anh Đại ở đây cũng qua nhiệt tình mà chỉ vẽ cách để mà mình bảo dưỡng cái hoa, những cái loại hoa và cây trái ăn trái đó, nên tôi rất là mến. Yeah. Dạ vâng. Và nếu mà có dịp bác muốn chia sẻ gì đến bạn bè cũng như mọi người có thể đến với Phương Nam cây cảnh nhiều hơn không thưa bác? Dạ, tôi cũng giới thiệu với bạn bè tôi đấy. Hoa bán ở đây đúng giá và rẻ hơn những cái chỗ khác. Dạ, dạ vâng. Dạ, tôi... Ngọc Anh được biết rằng là trên San Jose này cũng có rất là nhiều tiệm bán bonsai cũng như là hoa lan, nhưng mà tại sao anh lại chọn Phương Nam cây cảnh để anh đến gặp anh Đại để mà nhờ anh Đại giúp làm sao chăm bón cho cây bonsai của anh đẹp hơn và sống lâu hơn? Thật sự thì Ricky thấy ảnh he là professional. Tại những cái cây bonsai mà anh để ở ngoài đằng trước sân thì Ricky có thấy đủ loại. Nhưng mà thật sự những cây đó mà muốn chăm sóc thì nó trắng là không dễ đâu. Bonsai giống như tất cả giống như là baby. Mình phải chăm sóc hàng ngày. Thành thử ra Ricky muốn trao dồi thêm kinh nghiệm ra hỏi ảnh. Tại vì một cây mà một khi mà nó bị bệnh hay là eo ược hay là whatever thì mệt lắm. Dạ vâng. Thành thử Ricky tới để nhờ anh cố vấn những dạ, cái bonsai vâng. của Ricky. Dạ vâng. Để trình bày cho quý vị coi, đây là cây Redwood. Cái cây này nó sống, cái cây này ví dụ như cây này là không dưới 100 tuổi. Còn cây này là cây cũng là cây Redwood mà nó có cái số năm tuổi, không có dưới 200 năm. Có một điều tôi xin từ Phương Nam cây cảnh gửi đến cho tất cả các quý vị đồng hương. Làm người là ai cũng có lỗi, chúng tôi cũng có những lỗi và cũng có những thiếu sót.
16 năm qua chúng tôi có những thiếu sót gì mà cho quý vị đồng hương là phải buồn lòng mà không vui, cho chúng tôi gửi lời chân thành, chân thật xin lỗi tới các quý vị đồng hương, và từ nay trở đi quý vị trở lại đây, chúng tôi sẽ dành cho quý vị tất cả những ưu ái nhất. Kính thưa quý vị vừa xem một cái buổi phỏng vấn rất là ngắn ngủi của Ngọc Oanh với anh Đại là đại diện của Phương Nam Cây Cảnh, cũng như là một số vị khách hàng của tiệm trong một ngày hôm nay, một ngày rất là đẹp trời thưa quý vị. Nếu quý vị nào có những cái điều gì muốn chia sẻ và muốn học hỏi về những cái loại cây bonsai cũng như loại cây cảnh, và đặc biệt là những bình hoa lan thật đẹp, thì Ngọc Oanh xin mời quý vị hãy đến với Phương Nam Cây Cảnh. Bởi vì đây là một nơi mà Ngọc Oanh tin tưởng rằng sẽ có đầy đủ các loại hoa lan cũng như các loại cây bonsai và cây cảnh để gửi đến cho quý đồng hương của chúng ta khắp nơi. Một lần nữa Ngọc Oanh cảm ơn sự theo dõi của quý vị và mong rằng sẽ được gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.